Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái text với hiệu ứng phát sáng. Mở cho bạn xem. Mình hướng dẫn bạn làm dạng text phát sáng như này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện luôn nhé. Mình sẽ đi vào bài hướng dẫn luôn. Bạn tạo ra mình một file mới. Kích thước các bạn nào thì các bạn để bao nhiêu cũng được. Ở đây mình là 800 x 800. Ok, tiếp theo các bạn này, tạo ra mình một cái background màu đen 800 x 800 nhé. Gọi là touch stroke, bật cái phim màu đen. Sau đó khóa lại này, các bạn vào cái phần quản lý layer để khóa lại. Công việc tiếp theo là các bạn sẽ tạo text này. Các bạn tạo gì nữa, tên các bạn, tên ai đó ấy. Mình tạo lên tên kênh của mình, mình để là màu xanh nó nổi. Sau đó các bạn sẽ create outline ra cho mình, chuyển nó thành dạng shape. Các bạn chuột phải chọn create outline. Ở khi create outline ra thì các bạn sẽ không sửa text nhé. Bên này nó sẽ thành dạng shape mà không sửa, nó là hình khối. Không sửa nữa, các bạn tắt fill cho mình. Tắt fill là để stroke. Đây để stroke này. Ok rồi. Để các bạn nào tăng group này nhé. À, để tạo cho nó đẹp hơn thì các bạn nào công cụ kéo này, cắt cắt tưởng là trong cái bóng đèn này. Các bạn chấm hai điểm nhé, chấm hai điểm, sau đó dùng công cụ A là được chọn vào cái thanh mình vừa chấm, các bạn xóa đi. Dưới những chữ khác các bạn cũng làm tương tự. Xóa đi. Các bạn để ý phải dùng công cụ của chọn là A thì mới xóa được, còn chọn Movie Tool là không xóa được. Chấm một điểm này, chấm hai điểm này, sau đó chọn công cụ A, chúng ta là A. Các bạn để ý không những các bạn làm nó hay mãi không làm được. Chọn hết luôn. Các bạn để ý nhé, ở đây nó đang dạng này vuông như ở góc nó nhọn, để các bạn chuyển sang chỗ đó này, chọn hết luôn, nó tù tù cho mình, cần bỏ bo tròn lại, chọn cái này. Ok rồi, các bạn để ý phải zoom. Các bạn thường xuyên zoom mà làm việc thì nó sẽ quản lý. Nếu các bạn không zoom thì làm rất là khó, vì những chi tiết nhỏ các bạn không nhìn thấy được. Thì zoom đi. Sau khi tạo cắt xong thì các bạn này nhóm này, group này. Đây các bạn mở phần layer lên mình làm việc rồi.
rồi các bạn sẽ copy làm 5 cái này. Bạn giữ an rồi shift nhé, giữ an rồi shift để copy. Giữ an là để copy, còn giữ shift và để căn nó thẳng hàng với cái chữ ở trên này. Tôi sẽ gọi nhấn Ctrl D để copy cái lệnh mình vừa rồi. Ok, 5 lần. Gọi thu nhỏ này. Ở đây các bạn nhớ đặt tên layer cho mình. Đây, mình đặt một các số. Kéo. Tiếp theo layer thứ hai là việc từ layer thứ hai đi, các bạn chọn loại effect này, chọn border, chọn graph blur. Đây các bạn chọn cho mình thông số là 2 2. Ok, tiếp theo layer thứ ba effect blur, house blur, chọn 4. Thứ ba, sáu, effect, lấy gọn cho mình là 10, đây là 15. Ok rồi. Thế các bạn chọn là cả 6 cái gì. Còn đây này. Rồi. Đây là thứ sáu, bạn chọn đây thứ sáu, click vào đây. Bạn làm việc với layer, bởi vì nếu không làm việc với layer bây giờ, nếu chọn ở ngoài bạn không chọn layer thứ sáu đâu. Thế bạn chọn layer thứ sáu, không chọn được. Ở đây các bạn chọn trong layer này, layer sáu. Các bạn đánh nó biểu tượng này. Yes, fancy. Ở đây các bạn này, chọn chế độ hòa trộn cho nó là highlight. Zoom nhé. Đây các bạn chọn là đường layer thứ nhất. Hãy vào cái transparency. Các bạn chọn là mình chỉ là 22. Chọn người xóa line. Vậy mình vừa hướng dẫn cho bạn là để tạo được cái chữ phát sáng trong Illustrator. Ở đây các bạn có thể đổi màu, bạn thích màu gì. Sau khi tạo xong các bạn quét tất cả các màu, họ có thể đổi màu nữa.
bạn đổi màu lạ nữa. Màu đỏ này. Ok, mình xin kết thúc cái bài hướng dẫn đây nhé. Chúc bạn này thành công. Bạn có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn comment ở phía dưới thì mình sẽ giải thích thêm các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.